Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua cao cấp bên Yamaha mới về, model SCR2. Đây là mẫu dòng road bên Yamaha mới về một chiếc mà cũng rất là đẹp đó nhá. Tổng thể xem đánh giá trên 95%. Thì so với những dòng SCR, đây cũng là một cái mẫu cao cấp của dòng cuộc thương hiệu của Gian. Thì trước đây em có một vài chiếc về rồi. Thì lần này em về là một chiếc tông màu đỏ cam, một tông màu khá là mới so với những mẫu xe cuộc. Và bây giờ xin mời anh đã tổng thể chiếc xe. Vâng, đối với những bác yêu thích những dòng xe đua của Gian thì đây là một cái mẫu model SCR, không còn gì xa lạ đối với những bác đã đạp xe lâu năm nữa rồi. Riêng dòng Gian SCR thì em đã về một vài chiếc, thì đây là một cái mẫu mới nhất bên em mới về, em đánh giá rất là cao. Tổng thể xem đánh giá trên 95% xe. Xe còn rất là ít đi thôi nhá, mới gần như là hoàn toàn. Và đây là cái mẫu màu, cái tông màu đỏ cam, là cũng là cái tông màu mới nhất của cái model năm 2019 mới về bên em. Hợp kim nhôm alloy kích, vẫn là kim nhôm siêu nhẹ của dòng đặc quyền chính hãng của Gian, với cái lớp sơn đỏ cam còn rất là mới, rất sáng và bóng, bên ngoài phủ một lớp sơn rất là sáng. Đây là mã QR code chính hãng của Gian, các bác lên trên mạng để tham khảo và quét qua để vào chính hãng của xe. Và những video trước đây em đã giới thiệu qua các bác thì những cái mẫu dòng xe cao cấp của dòng xe road, không những là dòng thương hiệu Gian mà những mẫu thông thường thương hiệu khác, thì dòng cao cấp, đặc biệt là cái cổ phốt ghi đông của xe cắm bằng cọc yên, thì nó khác, rất là khác biệt so với những mẫu thông thường là cổ yên tròn. Đời mới thì nó sẽ được làm theo vát, theo cái hình lục lăng và thu gọn nhỏ, gỏ gọn cho cái bộ khung xe rất là chắc chắn và rất là nhẹ nhàng cho cái tông màu và tổng thể của xe. Đây là cái màu đỏ cam không nhá, chứ không phải màu đỏ chót đâu, rất là mới. Đây là cái tông màu rất là nổi bật, xe đánh giá rất là mới các bác nhá, trên 95% xe gần như là mới nguyên, không hề có một cái xước nào cả. Và đối với những cái dòng Gian SCR thì em đã giới thiệu qua, thì đây cũng là được một bộ chạy dây âm sườn trên khung xe rất là cao cấp. Dây âm sườn trên khung xe, vì cái mẫu SCR của dòng Gian cũng là một cái dòng xe cao cấp, dòng cuộc rồi. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian cao cấp, Gian Connect, nguyên bản theo xe, cổ phốt ghi đông nhôm. Tay lắm, tay cuốn còn rất là mới luôn nhá, nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với bộ tay lắc Shimano Gravis bên trái em, cũng còn rất là mới. Đằng trước thì có cái logo biểu tượng của ghi đông xe chính hãng của Gian. Bên tay phải em cũng được sử dụng với bộ tay lắc tầng đĩa chính hãng của Shimano Gravis, còn rất là mới. Xe được sử dụng với bộ phanh ma mảnh chính hãng của dòng xe đua. Càng còn rất là mới, trên càng thì có biểu tượng của chữ SCR chính hãng của Gian. Đây là màu đỏ cam bên em mới về, rất là nổi bật, mayơ chính hãng của Gian. Và cặp vành sử dụng cặp vành SCR rất là cao cấp, vành nhôm hai lớp nguyên bản theo xe, vành bản 3 phân. Đấy, lớp cũng còn nguyên bản theo xe nhá, lớp còn rất là mới. Đây em đã nói là xe rất là ít đi, vẫn còn nguyên sử dụng với bộ lốp của chính hãng Gian, kích thước lốp 725C của SR4. Xe được sử dụng với bộ lớp chọc, lốp không gai. Đấy, cho những dòng xe cuộc, xe đua có cái lực đi xe rất là bon, so với những mẫu thông thường của cái dòng lốp gai. Đấy, đây là lốp chọc các nhá, xe được sử dụng với lốp chọc nguyên bản theo xe, vành và lốp cũng được sử dụng với SR4 của những dòng xe cao cấp thương hiệu Gian. Đây là mẫu SCR2, đây biểu tượng có chữ 2 bên trên khung xe, đây Gian SCR.
Và lần này em về chiếc size S. Là tô trắng đĩa nguyên bản theo xe, gạt đĩa của Shimano Clarit, đùi đĩa 2 tầng, đùi đĩa nhôm nguyên bản theo xe, đùi đĩa còn rất là mới, không thể rõ, xe rất là ít sử dụng đâu mà là những cái phụ tùng trên xe rất là còn gần như là mới nguyên. Để mà nói về một chiếc xe mà còn gần như là mới rất là hiếm, về bên em được mới trên đánh giá trên 95% như vậy. Hộp yên chính hãng của Gian, yên Gian Quanlex Quantachi, yên cao cấp của thương hiệu dòng Gian, nguyên bản theo xe. Đang sóng sử dụng với bộ Shimano Clarit củ đề, nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với 8 tầng lip. Đây, lip và xích còn rất là mới. Bác nhìn rõ cái đường rãnh của xích lip đây, còn gần như là mới nguyên. Và cái bên trong của cái chấm lip vẫn còn trong suốt này, sẽ rất là ít đi. Đằng sau sử dụng với củ Meyer chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Đằng sau sử dụng nguyên vành nguyên cặp, vành lốp chính hãng của Gian FR4 luôn đó nhá, lốp chọc. Và theo em đánh giá thì đây là cái màu xe Gian SCR, màu đỏ cam mới nhất hiện tại, rất là nổi bật, màu mới khá là lạ mắt và xe còn rất là mới. Và đây là cái mẫu model cao cấp mà bên em mới về, lần đầu tiên em về cái mẫu SCR với cái tông màu đỏ cam. Rất nhiều các bác đánh giá cao về cái mẫu dòng Gian SCR và TCR thì đây là một trong những mẫu mới về bên em đây. Và chiều cao đứng của khung xe bây giờ rất đo. Vâng, chiều cao đúng của khung xe là size 47. Size thích hợp các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7. Đây là một chiều cao size lý tưởng rồi các bác hiện tại. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với full cấu hình group Shimano Clarit 8 tầng lip, lên lip đây. Lip tích còn rất là mới, gần như là mới nguyên, nguyên bản theo xe. Có thấy rõ, cúng lip sử dụng rất là trơn tru và mượt mà, rất là nhẹ nhàng lắm nhé. Đây là cái bộ tông màu đỏ cam mới về bên em. Bên phải em sử dụng với 2 tầng đĩa, đùi đĩa nhôm, xuống đĩa, đặt đĩa của Shimano Clarit lên đĩa, rất là trơn tru và mượt mà, và hầu như hoạt động của xe không hề mỗi chi tiết nhỏ nào cả. Vâng, chỉ với 9 triệu rưỡi các bác sở hữu một chiếc xe của dòng Gian cao cấp SCR2 mà bên em mới về, cái model cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại của mẫu dòng Gian SCR2. Và cái lần này là tông màu đỏ cam, xe đánh giá là mới trên 95%. Mà xe giá rất tốt bên em là 9 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936050424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.